Bà nè, coi có chuẩn bị đi chợ mua đồ nấu nướng, chuẩn bị ngày mai làm mâm cơm cúng giỗ chứ. Thì chuẩn bị rồi, chuyện mâm cơm, mâm trái cây là được rồi ha. Hỏi ông chứ bây giờ á, làm rình rang chi, mấy đứa nhỏ nó không về, lấy ai đâu ăn cho hết. Nói vậy nghe sao được, mình cúng đây á, là cúng cho người chết, cúng cho ông bà tổ tiên, chứ phải cúng cho người sống đâu mà phải chờ nó về ăn rồi mới làm. Thì ai không biết như vậy, mình cúng là để cho ông bà chứng kiến cái lòng thành của mình, đúng không? À, nhưng mà tôi nói ông vậy nè, mình cúng như vậy thì cúng rồi, nhưng mà con cái nè nó không có về. Cái ngày giỗ của ông bà là để cho con cháu nó về, nó tụ họp gia đình cho nó vui vầy hạnh phúc, rồi ông thấy không, mần chi cho nhiều rồi tụi nó không về, thấy buồn không? Thôi tôi đi chợ đó. Mà thôi, thiệt tình mấy cái đứa này sao mà nó tệ hết sức, cả năm trời không về rồi thôi đi, có ngày giỗ thôi cũng đi biền biệt. Thôi tôi đi nha. Ủa mà có cái gì vậy? Ủa đâu mà sao mà cái gì mà lố nhố trước cửa nhà mình? Vô đây con, vô đây hả? Ủa trời ơi, ông Lộc mà thêm đi mà. Anh chị khỏe khỏe khỏe. Vô ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, vô vô vô. Ngồi, ngồi, ngồi đi kiếm. Vô ngồi đi con đứng đi con. Dạ, dạ, đứng dạ, cho nó khỏe người. Dạ. Chào hai bác. Con. Nhận ra ai đây không? Thằng Tony Phú. Trời ơi, thằng Phú đây đó hả? Thằng dạ. Tony Phú nè. Này nó lớn bụng rồi ha. Lớn lắm. Mới gì ạ? Mới bệnh gì ạ? Mỗi năm á là bác thấy con về, có dắt vợ về. Năm nay mày có dắt vợ mày về không? Không. Năm nay vợ con không có về. Ủa sao vậy? Tại con bên đó đi học á, nữ vợ con phải đưa đón. Nữ năm nay con chỉ về thăm mình con và thăm ba má con thôi. Thiệt mình mày về là được lắm rồi. Ngồi chơi đi con. Dạ thôi con đứng được rồi. Ngồi đi con. Anh chị biết không? Cái con vợ nó đó, nó về không được, trời ơi, nó buồn biết bao nhiêu. Vậy mà cũng ráng viết một lá thơ dài 8 trang à. 8 trang? Dạ. Bà nói sao tôi nghe quá, bà này bị thọng sưng hay sao? Làm gì có 8 trang, tôi đếm mòn chỉ tay luôn, có 6 trang à anh chị. 8 trang. Trời ơi, 6 trang. Đó là 8 trang, tôi đếm qua đếm lại. Bà đếm là 8 trang hả? Ừ. Bà đếm lộn rồi. À tôi hiểu rồi, 8 trang với chiếc. Có nghĩa là nó 4 tờ với đôi. Còn tôi đếm là tới 6 tờ với đôi lận. Tôi đã nói là không phải 8 trang. Thôi nữa. Cái đấy xíu quá nha. Thôi được rồi nè. Không lẽ giờ tự nhiên hai ông bà qua đây rồi ngồi gây lộn nhau giữa cái chuyện viết mấy trang mấy tờ. Nó nào nghe vậy. Thằng đợt này đó là coi như là thằng Tony Phú con tôi đó là nó về chỉ có mình ên nó thôi. Dạ. Nhưng mà cái điều này mới quan trọng nè, nhưng mà cái thằng Thọ con tôi nó về, dắt vợ nó về, rồi chèn ơi tụi nó dắt con nó về luôn. Vui quá. Chưa hết chưa, cái này mới vui nữa. Con xin là nhỏ mà coi như là sát nách tôi nè, là nói sát rồi chung sát lắm đâu, nó ở Sài Gòn đó, con xin ở Sài Gòn đó, nó cũng về luôn. Có về luôn dắt hả? Con về một bậy mới ghê chắc trời ơi. Anh em tụi con về luôn. Trời ơi, đông vui lắm. Bởi vậy ta nói nghe, ở bển nó rần. Bởi sáng mơ này tôi ra tôi quét sân nó hả, cái tôi nghe rần. Ủa, mà sao có mình Phú mà sao nghe rần được? Dạ còn có mấy đứa cháu nữa. Mấy đứa cháu là về hết. Về hết. Vui lắm. Có biết bao nhiêu người mà tới đây anh chị biết sao không? Anh đây vui quá trời vui luôn. Tới đây mặc dù nghe, tôi nói thiệt vậy nghe, là coi như là mấy đứa mà xa xa lúc nào cũng nghĩ về cha mẹ. Nó ở bên nước ngoài nghe, mà coi như nó nghĩ, nó được gọi là cái gì đó, nó off hay là cái ngày nghỉ holiday.
là cái nó tranh thủ một tuần là cũng về thăm ba mẹ một tuần, hai tuần là cũng về thăm ba mẹ hai tuần, một tháng là cũng về thăm ba mẹ một tháng. Trời đất ơi, nó xa tôi nó nhớ hay sao? Còn chưa kể nha, mấy đứa mà bà sát nách đó, mấy đứa sát nách đó, gần coi như gần đây nè, ra vô gặp mặt ngoài đó, mà sáng đi làm sẹt ngang hỏi ba má khỏe không, cái nói khỏe là đi làm, chiều đi làm về nữa cái hỏi ba má khỏe không, nói khỏe là đi làm là về rồi đồ ăn cứ mua dự trữ trong nhà biết ăn đâu có hết, thế thôi đừng có mua, ba má ăn không có hết mà nó cứ mua đóng để nhà thờ vợ chọn đâu có hết đâu. Mấy đứa cháu mình nữa, bà nói mấy đứa cháu mình cho anh chị nghe đi. Tôi nói ông cứ dành nấu rồi một lát rồi hâu á. Đứa cháu mình sao, nó qua đòi tôi sao? Tôi mấy đứa nhỏ đó, trời ơi, nó ghiền cá kho tổ với canh chua. Cá kho tổ mà mấy lần tôi kho là coi như là nó ăn ngày nay với ngày nọ, cứ là về là đòi ăn rồi ăn. Riết đến nỗi tôi nhìn cái nồi cá kho tổ, trời ơi, tôi nổi da gà. Vậy chưa hết, tôi để thêm, tại vì ý tôi muốn nói trời tôi vui quá, thiệt chứ anh chị, tôi muốn chết luôn. Mấy đứa nhỏ ăn xong nói chứ, ông nội ơi, ông ngoại ơi, chở con đi, lấy xe chở con đi bắt phố đi, vòng vòng thị xã, chở con vòng thị xã nó vui về đổ mồ hôi về, cái nó nhảy xuống sông nó tắm, trời nó vui đó thôi, cái nên chưa thiệt con chó thương nội ngoại, thương mà thương chứ vui trời. Đó, thấy chưa, từ từ, nói từ từ. Bà vui quá con ơi, thiệt gia đình tôi nó vui sao đâu á. Giờ con qua đây thì con cũng có vậy, con muốn thưa với hai bác. Chiều nay con muốn mời hai bác qua nhà dùng cơm với gia đình của con. Dạ. Đó chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai là vợ con ở bên đó có gửi quà cho hai bác. Dạ, trong đây thì có dầu xanh với lại khăn quàng cổ tặng cho bác gái. Dạ, còn đây thì có một cái áo ấm tặng cho bác trai để phòng khi mà trở trời mặc cho nó ấm. Trời ơi, bác cảm ơn con nhiều lắm nghe. Thiệt tình những món quà về thật ra không có phải về cái chuyện mà giá trị về vật chất, nhưng mà con với vợ con mà có lòng nghĩ tới hai bác vậy là mình vui phải không bà? Thôi cảm ơn con đó, ha. Anh chị thấy không? Đó, người dân á, quen hàng xóm thôi. Con vợ nào mới biết chị đợt trước thôi đúng không? Về đợt trước là biết chị đúng không? Dạ. Vậy đó mà bây giờ nha, con gửi quà về cho người mới quen đó. Có chi gia đình. Từ quá. Nó đi vui quá. Con cái gì chứ chết cũng được thì vui. Rồi được chưa? Để tôi nói được không? Bà nói. Thì cái đám con của tôi đó, thằng hai, thằng ba, rồi con Chu Ly Phượng, rồi con Sa Long Tòng. Trời ơi, cứ mỗi lần được cái mấy ngày nghỉ phép là chạy về thăm cha thăm mẹ. Mà cứ mua vé đó thì mình thấy mắc tiền quá, mình cứ cản nó đâu có chịu nghe. Nó nói là cha mẹ còn khỏe mạnh, còn minh mẫn giờ nào thì tranh thủ mà chạy về thăm, chứ mà đợi có tiền có bạc rồi mới chịu chạy về thì lúc đó là cha mẹ còn đâu mà thăm. Cha mẹ mình chỉ có một thôi. Đúng rồi. Cái món quà này nè là của con Jennifer, nó gửi cho anh chị. Con Jennifer là cái con mà đợt trước nó về nó quen chị qua cái vụ mà nó qua cái cầu khỉ. Cầu khỉ cái nó té xuống dưới đất nó làm gì đó. Đúng rồi nha, cái con nhỏ vậy mà nó gan dễ sợ luôn, té vậy mà nó nhăn ra nó cười quá. Mà nó khoái chị. Nó khoái thì bữa sau nó qua cầu khí, nó không có té, nó tự làm cho nó té thôi. Vì nó ham té cầu. Mà chị biết không, con dâu mà nó đối xử với cha mẹ chồng mình vậy, huống gì đối với cha mẹ ruột mình, nó phải thương nhiều hơn thế nữa. Đừng có bước. Thôi mình cũng tranh thủ về đi ba, lo này nọ xong rồi chiều nhớ. Dạ. Nhớ anh chị nhớ ghé nhà làm tiệc. Dạ. Thiết đãi. Dạ. Và ăn chung vui gia đình con cháu tôi cho vui. Thôi được rồi, chiều nay tôi với bà mà bển chơi ha. Dạ. Thôi cảm ơn anh chị với lại cháu nghe. Có gì đâu mà ơn nghĩa gì quá chơi, gia đình tôi vui quá, vui quá. Con tôi về là tôi vui. Bà này bà này ngoại huyết rồi quen rồi. Con nó lâu lâu nó về. Chào anh chị nha. Chào hai bác đi con. Em giỏi nha, chết chiều quá. Tôi vợ chồng tôi.
về về ba, về con ơi, con ơi, thương má, bà thương con à. Dạ thưa hai bác con về. Về dạ, vui. Dạ chiều qua nhà nhà chơi nha hai bác. Về con về. Dạ. Về con thương con quá, con mấy đứa con mà, bà thương má. Bà thương con mấy đứa cháu. Thôi tôi đi chợ nha. Thôi đi chợ lo chuẩn bị mua đồ mai cúng giỗ rồi thấy không? Với lại đi mua cho tôi một ít hạt giống cải thấy không? Để rồi để làm mấy cái luống rau sau nhà cho nó xong cho rồi đi đi ha. Trời ông ở nhà nha, tôi đi đó. Con làm răng là con làm răng ba dạ. Con nói ba nghe,
bộ bà thiếu tiền dữ lắm, không có làm được răng hả ba? Ừ thì có tiền đợt trước tụi bay gửi cho ba đó. Dạ. Thì cũng thôi để cho bà đi làm trước, bà dù sao cũng là đàn bà, cho nó đẹp một chút vậy mà. Dạ. Trời ơi, tụi con có lỗi quá đi, tụi con đâu có nghĩ là bao nhiêu đó tiền mà không đủ cho ba má làm răng. Thôi bây giờ mình khỏi đâu đi đâu xa. Đúng rồi. Làm tại chỗ. Đúng rồi, tại chỗ đây làm bà. Hả miệng ra. Hả miệng ra, tụi con coi. Kiểm tra ra. Bà để con kiểm tra con nhận nha. Cái bên đây nhổ đây. Bên đây nhổ ha. Không, cái kế bên đây nhổ luôn. Nhổ bên đây. Cái bên đây nhổ luôn. Nói chung là bao tổng cộng là 10, 15, 20. 25 cái răng. Trời ơi, 25 cái. Ờ, con người có 32 cái răng, bay nhỏ 25 cái rồi xong nổ hết nguyên hàm luôn đi. Không, hai hàm luôn chứ không phải là một hàm. Trời ơi, con làm ráo hết. Ờ, nếu ra hay là mình nhổ nguyên đúng một rồi, hàm cho ba đi ba. Ê, khoan con ơi, trời ơi. Khoan. Trời ơi, khoan, xí, bà coi kiến. Trời ơi, nhổ răng phải vô bệnh viện, có nha sĩ, nó chích chút tê đàng hoàng. Chứ bay ra bay đè, bay nhổ sống bay về sao chịu nổi. Không có sao đâu ba. Tụi con làm được ba. Dạ, 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 người ta nó chích thuốc tê mới nhổ, bay đè bay nhổ sống tao cái đó sao chịu nổi. Ê, nhưng mà hay mới đó mà trồng được nguyên hàm răng roi cứng ngắc cái tên. Bà cái này gọi là đó nhổ theo quy trình cài đặt. Mày cài đặt cái gì? Dạ nhổ răng. Thôi vui quá. Thấy không? Tại anh với tại chị đó, xảy ra đó là mình phải về sớm, biết chị không? Để mình làm răng cho ba. Đúng rồi. Đó chứ để cho ba già rồi mà ba ăn cái hàm răng hư như vậy thì tội quá. Ừ. Nó tiêu quá đâu có tốt thì đâu. Đúng rồi. Nhiều khi ba nuốt trọng không phải không ba? Đúng rồi. Bây giờ có răng rồi. Đâu khỏe. Khỏe. Con như là nhai được hết trơn cái trụ em. Ngày mới ăn xíu quách luôn á. Thôi, bây giờ nhắc chuyện ăn uống mới nhớ. Ngồi đây, đi xuống nhà dọn cơm lên rồi cha con mình ăn. Dạ, ba ngồi đây. Thôi chút xíu bà về rồi bà ăn sao, bây giờ vui quá rồi dọn cơm lên. Mận với ổi. Dạ. Đi đúng bận rồi. Với ớt đi. Dạ. Vô dọn cơm cho ba. Dạ. Đi vô. Ba, rồi tụi con về, tụi con thăm ba. Bây giờ để cho con làm. Dạ. Anh con làm, chị con làm. Ừ. Ba không làm gì đúng hết. Đúng rồi. Má không làm hết. Dạ, đúng rồi. Con sẽ tự làm cho phục vụ cho ba má. Ba má. Dạ, ba cứ gọi con nghỉ cho khỏe. Đem vô cho ba, đem vô cho ba. Vô, hai chị em mình vô dẫn cơm. Sao mấy cái đứa này bữa nay nó lạ lùng hết sức. Tự nhiên kêu gì? Trời ơi, cái gì vậy bay? Ba cái đó cũ đập bỏ. Không con ơi, mấy cái đồ đó là đồ của ông bà để lại, nó cũ nhưng mà xài nó lâu năm, nó quen, nó quý lắm con ơi. Nhưng mà nó không có thích hợp ba, nó không có thích hợp. Không có... ta nói là cái gì bây giờ thời buổi nè, công nghệ hiện đại, nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại, đạo đức hiện đại, giáo dục hiện đại, cần phải gội rửa xóa sạch những thứ không hiện đại, tao không thích hợp. Tụi bay nói cái gì tao không có hiểu. Ê, lấy xong chưa? Ba, con không ngờ đến giờ phút
này mà ba má còn xài những đồ đất như vậy. Trời ơi, chết tôi rồi. Mấy con ơi, mấy cái niêu đất vậy nè, xài bao nhiêu năm rồi, ra đây nấu ăn nó ngon lắm, bây giờ đập hết vậy rồi tao biết lấy cái gì tao làm. Ba ơi, cái này xưa cũ quá rồi, bây giờ thời đại mới mình không có xài những cái này nữa ba à. Ôi, tụi con hối hận quá, tại sao tụi con không ngon cho ba má. Ồ, đỡ. Wow, để lên đây con. Đây thôi bây giờ. Bữa nay tại đây tự nhiên mấy con về, ba má bữa giờ trông gần chết. Lên đây ngồi con. Mai ba, tụi con buồn ghê gì đó. Là tụi con thấy bây giờ ba má còn xài những đồ cũ kỹ như vậy. Thôi bây giờ vậy, bữa nay thôi. Chỉ một bữa nay thôi ba, ba yên tâm. Tụi con sẽ làm lại hết tất cả đều mới, tất cả đều sạch sẽ, tất cả đều hiện đại cho ba với cho má. Thôi giờ ăn ha. Thôi được rồi. Bây giờ rồi. mình dạ. Ăn cơm nha. Ăn cơm đi. Dạ. Mấy con biết không, mới hồi nãy đây tức thì nè, ông Lộc với bà Thêm ở bên đây nè, qua đây chơi, khoe là có mấy đứa con bên nước ngoài về, con cháu đùm đề vui biết là bao nhiêu. Trời ơi, nghĩ tới cái hoàn cảnh của nhà mình, có mỗi hai vợ chồng già ở nhau thôi, tụi bay thì lên trên thành phố mần ăn hết trơn cái tội rồi mà không có đứa nào chịu về thăm ba. Nhiều khi nhớ tụi con, ba má không cầm được nước mắt. Con ăn nha ba ha. Dạ. Ba ăn đi ba. Thôi rồi, tụi bay về vậy là ba vui lắm rồi, không cần ăn uống gì hết trơn. Mình cứ ăn sơ sơ vậy đi, cái hồi mình chờ má về làm bữa cơm khác. Đúng rồi. Rồi, em cầm cái nồi vô, cái nồi khác. Đúng rồi đó con, thắp nhang cho ông bà đi, đi lâu quá rồi, về phải thắp nhang bàn thờ ha. Mấy đứa coi xong mình ra thắp nhang luôn nghe con. Gì vậy con? Cái này nó cũ kỹ lắm rồi ba. Cái lư hương từ đời ông nội tụi bay để lại tới giờ đó, để đập đi. Trời ơi, sao đập con? Ban thơ ông ba mà sao lại đập? Trời ơi ba. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà ba còn để cái bàn thờ bự chả nó cũ kỹ mà nó còn chiếm chỗ trong nhà nữa. Thấy không? Nè, hai đứa nghe anh nói, ba nghe con nói nè, để đi rồi ba đứa tụi con á sẽ làm lại cho ba một cái bàn thờ ha. Khi mà ba cần á, khi bình thường á ba xếp lại nhỏ chừng như đây thôi. Dạ, như đây thôi. Dạ, ba để cho nó không có chiếm chỗ, mình máng áp sát vô tường nó cực mỏng. Nhưng mà khi mà ba cần tới dỗ quải thờ cúng á thì ba kéo ra. Tao nói dòng họ là bao nhiêu người chết là nó nằm hình ở trên hết trơn á. Rồi mai mốt chết nữa đó thì mình gắn thêm vô. Nó cơ động lắm, chứ không có làm cái này. Thôi, không có được con. Cái bàn thờ ông bà tổ tiên là cái chỗ mà thờ phượng linh thiêng, đâu ra mà bay làm cái giường ngủ muốn banh ra là banh ra, muốn xếp là xếp thôi, không có được. Không được nghe. Nó hiện đại, với lại mấy cái này nè, sao mà để tàn nhang rồi bụi khói gì. Ba, bây giờ về cái vụ nhang thì tụi con sẽ thiết kế cho ba một số nhang mà ba có thể ba thắp từ ngày này qua ngày nọ, từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ mà không hề hao tốn. Trời ơi, nè, mày đừng có tưởng là tao ở dưới quê là tao không biết gì hết trơn trời nha. Ý mày nói có phải là kêu ba thắp nhang điện không con? Dạ không phải nhang điện. Giải thích cho ba biết. Thế làm sao là nhang điện? Không, tụi con thắp
nhan đàng hoàng, nhan hiện đại. Dạ. Nghĩa là nhan vẫn, nghĩa là cháy rực như một cái đuốc. Dạ. Nhưng dạ mà không có khói. À, không, không có làm ảnh hưởng môi trường. Đó. À, dạ, rất sạch về không khí. Nói sao kỳ cục chị, nhan đốt cháy rừng rực như cái đuốc mà không có miếng khói nào trơn trọi. Dạ. Mà không có được bà ơi, bàn thờ gia đình mà không có khói đằng rồi sao nó lạnh lẽo lắm, không có được. Ba ba, lần sau á con về con sẽ đem cho ba một cái ghế, mà một cái ghế nó chỉ mỏng giống y là một sợi tóc của ba thôi. Dạ, dạ. Sao ba nằm sao ngồi dạ, vậy mới hay với ba. Ba làm nữa. Dạ. Ba ơi, một sợi tóc vậy đó nhưng mà chỉ cần căng ra một cái là lớn như một cái giường, nằm như một cái võng. Cái sợi carbon đó ba, nó bền chắc không bao giờ mà lạnh. Thế bây giờ rồi. Thôi được rồi. Ba, sao về thăm lâu ngày thấy ông mặc quần áo sao mà ba nó bị bẩn rồi, nó dính rồi nữa ha. Thiếu cái sợi nhân tạo. Đúng rồi. Nó nóng nực mà thấy nó hùng hục. Ba thấy nóng không ba? Trời ơi, thì đang mùa này nóng mà. Dạ. Dạ. Ba mệt dữ hả ba? Bây giờ sao ba mệt quá phải không? Nè. Thôi bây giờ. Hả? Nãy giờ tội nghiệp ba quá. Tắm rửa. Cái gì? Ba ơi, hả? Nói ba nghe. Con thấy nha. Bây giờ ở dưới quê mình đó ba, ở không phải trên thành phố nè, sao mà cái gì con cũng thấy nó không được sạch sẽ, cái môi trường nó không có được trong sạch ba. Con về con thấy nhà mình cũng vậy ba, sao mà bụi bặm quá đó. Coi nè, đó, đứng gần ba một hồi còn thấy nó bốc mùi. Thôi giờ vậy, để cho bữa nay tụi con về muốn cho ba má vui vẻ nè. Con gái hiếu thảo. Rồi quần áo và má tụi con sẽ giặt. Dạ. 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 Tụi con tắm cho ba luôn. Dạ. 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 Mày mày nói gì? Con tắm. Dạ. Hai chị em con sẽ tắm cho ba. Ba cũng vậy. Là đi tắm luôn á hả? Là hai đứa con dắt ba đi rồi giỏi nhất rồi kỳ cỡ kia cho ba. Dạ đúng rồi. Không được con, thôi giờ vậy không? Để cho ba đi tự tắm được rồi ha, ba ra ao ba nhảy xuống dưới ba dội vài gáo rồi ba sạch sẽ được đâu. Cần không, phải không, tắm không, cho ba không, ba không cần phải nhảy xuống ao mà ba vẫn sạch sẽ. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa con sẽ phục vụ cho ba. Dạ ba vô. Dạ ba vô. Phải đã, phải được, không có được, không có được, không có được, làm cái buông ra. Trời ơi cái gì kỳ cục vậy trời. Trời ơi, từ đời thuở nào tới bây giờ làm gì có cái chuyện mà đi con gái mà đi tắm cho cha là sao? Đâu có sao đâu ba, miễn sao tắm được thôi, sạch sẽ được thôi. Thì đẹp vô. Thần phong mỹ tục, ba ý ba muốn nói đúng gì? Cái thần phong mỹ tục châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, da trắng, da vàng, da đen, thậm chí da đỏ cũng không đời nào có cái chuyện mà kỳ cục con gái mà đi tắm cho cha già. Nhưng mà cái đó xưa không có thích hợp nữa, đúng không? Hiện đại nó phải khác. Bắt đầu tắm theo quy trình này đã. Thôi đi vô. Trời ơi, cái gì mà la dữ vậy?
con Mận. Còn ớt. Trời ơi, ba đứa bay về một lượt thăm tía má tụi bay phải không? Trời đất quỷ thần ơi. Ông biết chưa, về tụi bay về hồi nào hả? À, ông đâu, tía tụi bay đâu hả? Trời ơi, ông mừng là ông chết được luôn á. Trời ơi, trong đâu, trong trời ơi, anh Sáu ơi, anh Sáu ơi. Ủa, trời ơi, anh Sáu làm cái gì mướt vậy anh nè? Hả? Trời đất ơi, nè, có nè, có nè, biết gì chưa? Ba đứa tụi nó về một lượt thăm anh. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Mừng quá phải không? Xúc động quá phải không? Ngồi xuống đây. Trời đất quỷ thần ơi, vậy cái gì vậy? Thôi. Tía tụi bay á, chờ đợi tụi bay bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Mừng quá, xúc động á. Trời ơi, thiệt á. Đứa nào rồi đấy hả? Lớn nhận không ra nha. Quá trời quá đất à. Hai cái đứa này xinh đẹp làm sao á. Thằng quỷ này nữa. Trời ơi, lớn quá trời lớn luôn. Thì nè mồ tổ cha tụi bay chưa? Đi đâu mà đi? Để tôi nói. Tôi chửi nó. Mừng mà vẫn phải chửi dạy tụi nó. Nè, đi đâu vậy? Hả mấy đứa? Biệt tâm biệt tích à. Ba má tía má tụi bay chờ. Trời đất ơi, tới nay khóc ngày này cũng ngày kia. Buồn hết sức là buồn luôn. Đi quá thì đi à. Nè, đi đâu thì đi, vỗ quải rồi à. Lễ Tết mới về thăm ông bà chứ. Trời đất ơi, quá trời quá đất, tụi bay là tụi bay tệ thiệt là nha, tệ luôn đó. Ba má tụi bay à, đâu có phải là cần nhà lầu hay là xe hơi hay là tiền bạc hay vàng bạc gì đâu. Đó, lâu lâu về thăm ông bà chút có sao đâu. Vậy nghe, thiệt thì một ai vậy? Trời đất quỷ thần ơi, mồ tổ cha tụi bay. Bác chính đường sến nè, kế bên nè. Trời ơi, mồ tổ cha tụi bay đi lâu quá rồi quên nè. Hai đứa bay nha, để hai cái con này nè, hồi nhỏ này nè, ở chuồng tắm mưa chạy nè, là một tay tao nè, thằng quỷ kia nữa. Trời đất ơi, mồ tổ. Trời ơi, có sao không chính? Có sao không? Mùa trời, cái con này nó tập tạ hay sao mà nó cứng dữ hả? Đưa nào đến đây làm gì tập tạ? Trời ơi, ngắt cặp mồ tổ cha. Sao không có tiền chế với nó nghĩa chính? Ui da trời, sao đúng? Bác kia bác tét sao không á? Không có sao, dạ. Nè. Dạ. Dạ. Anh đừng có nghe. Ba ngồi đó đi ba. Rồi. Bác nói thiệt nghe chưa, ba đứa tụi bay thiệt là tệ luôn. Ba má tụi bay buồn lắm, ngày nào cũng chờ đợi khóc dữ lắm. Trước mặt bà con làng xóm nhiều khi không có nói gì đâu. Nhậu với tao, ổng khóc hoài, tao năn nỉ dỗ dành. Hết, ổng hết khóc xong tới má tụi bay khóc. Mắt mệt luôn vậy đó. Thì cái ba má tụi bay á, có con mà giống như là không có con vậy đó. Còn tao nè, không có con mà coi như là có con vậy đó. Là tía má tụi bay đó, yeah. Lúc nào cũng phải đi theo mà dỗ dành, mà năn nỉ an ủi không á. Tụi bay thiệt là dạ, sao cứng dữ vậy, tụi bay tệ ghê nha. Râu dơ dơ quá. Không phải thuốc lào cơ. Hồi. Vi trùng bay bả. Ô mới tắm mà tối hôm qua mà. Người có mùi. Hồi. Ô nhiễm. Không phải, bác chính đường sớm. Không có 8, 7, 8 gì đó. Tám. Không phải, bác chính đường sớm. Tụi nó nói là anh phải đi tắm. Dạ. Tám. Mới tắm rồi tối hôm qua. Thôi được rồi, tụi bay chê tao phải không? Tao về là tắm tao qua liền. Sao mà về? Đứng đây. Đưa bác đi tắm. Phải vệ sinh. Hãy vệ sinh ha. Tất cả mọi thứ đều phải gột rửa cho sạch. Rồi. Tất cả những gì xưa cũ phải lùi. Để cần những cái mới tiến lên. Tạm công nghiệp hiện đại. Cô nói ba rồi. Giáo dục hiện đại. Đạo đức hiện đại, nông nghiệp cũng hiện đại. Cho nên cái gì không hiện đại, không phù hợp. Gột rửa cho sạch. Ta đi ra. Mấy con ơi.
vậy? Không nha, không nha. Mấy con ơi, thôi thôi. Ba cần phải ăn uống để bồi dưỡng sức khỏe. Mệt quá rồi, đúng, rồi. Đúng rồi. Thiếu năng lượng, nạp thêm nhiên liệu. Đúng rồi, múc cho bà chén canh khoai mỡ này thôi, được rồi bà ăn. Không. Ăn cầm hơi thôi. Đâu có canh khoai mỡ. Thức ăn bây giờ á phải bằng biển. Các loại rong biển, ngũ cốc chế tạo thành, tao nói ăn như ăn cám vậy đó. Bà ăn ba. Không ăn hả? Các anh chỉ cứ làm cho ba sợ. Ba. Sao con? Con ơi, đó chỉ có con thôi, con ơi, nãy giờ tụi nó thấy ghê quá con. Con tình cảm nhất với ba thôi. Con thương ba lắm. Ba cũng thương má lắm. Thật sự là tụi con muốn lo cho ba má. Nhưng mà tại vì tụi con quá nhiều công việc, quá nhiều là bận rộn cho nên không thể về thăm ba má được. Vậy thì bây giờ trong những ngày ngắn ngủi mà tụi con ở gần ba má, hãy để cho con được toại nguyện chăm sóc ba má, những gì mà tụi con khao khát bấy lâu nay mà tụi không làm được. Thấy ba nãy giờ mệt rồi. Ăn nghe ba. Đừng có làm cho ba sợ. Đúng rồi, mấy đứa này thì ghê quá. Múc chiên canh cho ba. Nói rồi, không có ăn canh. Thức ăn là bằng rong biển, cát biển, bột ngũ cốc, rau quả xay ra, cô đặt lại ăn một cục lớn no một tháng. Trời ơi, mới nghe nó tả cái món ăn thôi mà tôi mất nghẹn luôn rồi. Trời ơi, mày làm như tao là heo bay trộn cám thành một cục rồi nhét trong họng tao hả? Không ăn, không ăn, no rồi, no rồi. À ba no rồi, no rồi. Nè no em rồi. Ơi no giờ. Không, trời ơi, tôi không ăn mà, không ăn. Rồi tụi con sẽ ru ba ngủ. Rồi. Ba ngủ rồi. Anh ơi. Cất tiếng ru ba ngủ. Ru theo quy trình cài đặt. Không. Thôi nha. Hồi từ nào tới bây giờ ấy, trời ơi, người ta ru con là người ta chỉ ru bằng những câu thơ, những câu ca dao ngọt ngào thôi. Trời ơi, sao mà tự nhiên bây giờ tụi bay ru tao bằng cái nhạc gì mang rợn như thổ phỉ vậy trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy nè? Con ơi tụi bay sao vậy nè? Hả? Con ơi trời ơi con có sao không con? Trời. Gửi về cho
ba má vui. Con này Robo của chị ớt. Chị ớt bận không về được, gửi Robo về để cho ba má hài lòng. Robo của mận gửi về để phục vụ ba má. Trời ơi, cái gì này? Tại sao chỉ là Robo thôi? Còn mấy đứa con của tôi đâu? Trời ơi, con ơi, con ơi! Con ơi, xài mầm ớt ơi. Con ơi, xài mầm. Ông ơi, ông ơi, ông. Robo, Robo. Cái gì Robo? Tôi. Trời ơi, ông ơi, già cả rồi, ngủ ban ngày mà cũng nằm mơ đó. Bà ơi, bà ơi. Ông bị sao vậy? Tôi vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp bà ơi. Chiếc bát còn nguyên, còn nguyên, bàn thờ còn nguyên. Cái gì còn nguyên? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, nghe răng tôi coi. Chứ dạ? Cứ nghe ra. Ừ. Vẫn còn súng, dòm thử tôi coi còn súng không? Ừ. Còn nguyên luôn. Vậy là được rồi. Mà nè, bà đi đâu mà lâu quá trời vậy? Thì lâu cái gì? Ông biểu tôi đi chợ, thì tôi đi chợ tôi mua đồ ngày mai cúng nè, rồi tôi mua trái cây với sẵn cái tôi ghé tạt qua. Tôi mua xà bông. Xà bông gì? Đây nè, xà bông gội đầu, lấy bôi. Ủa? Thì ông nói cái đầu ông có gào thì tôi mua vậy cho ông xài nè, hết chưa? Nhưng mà đó, cái này xài cho đàn ông hay đàn bà? Ôi, đàn bà cũng xài được hết đó. Trời ơi, nếu có mua mà mua một chai được rồi, mà mua chi quá trời vậy? Quá trời gì, mua cho nhiều đi, rồi mai mốt con cháu mình nó có về, nó có xài khỏi đi mua nữa. Có đứa nào về đâu mà để dành cho nó. Tức cái gì? Con cái nó bận công chuyện, hang thì nó không có về được, thì mai mốt nó về có sao đâu. Ngày mai tôi với bà lên thành phố. Lên thành phố làm gì? Nắm đầu lôi tụi nó về đây chứ làm cái gì hả? Trời ơi, đứa nào cũng có ăn có học đàng hoàng, đứa nào cũng có công ăn chuyện làm tử tế. Nó là người có học thức, nó phải biết chứ. Trời ơi, một năm nó không về thăm ba má nó lấy một lần, ngày dỗ hoài nó cũng đi biệt biệt không có về. Cô nhắn á thì nó cứ nói là con bận chuyện này, đứa thì con lu bu chuyện kia quá, không có thời gian về đâu, thôi ba má cứ thắp nhang rồi giá giùm cho con luôn. Trời ơi, nói vậy mà nghe được con tức không? Làm gì thì làm, nó hư mình phải dạy nó, nó chưa nên người mình phải răn đe cho nó nên người. Hiện đại cái gì thì hiện đại, nhưng mà cái nếp xưa của mình, nếp nhà gia phong lễ giáo phải giữ. Bà hiểu chưa? Ai? Khóm hả? Ừ. Món ruột của ông nè. Trời ơi. Trời ơi, ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ sao? Cái vụ giấy tờ nhà đó tính sao đây? Trời ơi, 3 tháng rồi tôi chờ hoài. Chờ cái gì? Ông yên chí đi. Chỗ này là chỗ xui gia của tôi ha, người ta có mối mang đàng hoàng, ông đừng có lo, thế nào cũng xong mà. Nhưng mà nhắm coi cái người ấy gì xui gia gì cô bà nó làm được không? Sao làm không được? Người ta có đường dây ngon lành lắm mà, ông đừng có đừng ấy. Thì tôi với ông cùng làm mà sao ông lo quá. Ừ, vậy hả? Ừ. Thôi vậy cũng mừng, thôi cũng ráng ngồi chờ. À mà quên, nghe nói con gái của bà đó, nó định cái gì? Cái gì? Mở đại lý bia hả? Phải không? Đúng rồi. À, cũng vì cái vụ này nè mà vợ chồng nó thôi gây lộn hết biết luôn nè. Sao vậy kỳ cục vậy? Sao gây lộn là sao? Gây lộn là tại vì con nhỏ này nó nói muốn làm á thì, nhưng mà thằng chồng á thì nó là cái ý khác. Bộ chua lắm, sao con ngăn nó ghê vậy?
Bà cứ nói chuyện bình thường. Thằng chồng nó thì không chịu mở đại lý bia. Mà thằng chồng nó đó là muốn mở Hùng với người bạn mở cửa hàng uy tín. Nếu mà như vậy thì có lời thì tốt chứ sao? Lời... Bây giờ mà mở đại lý bia thì ngon cơm mà hả? Ngon cơm gì, muốn mở thì phải có vốn mà được chứ giờ không vốn làm sao làm? Rốt cuộc tính sao đây? Thì tính gì? Con nhỏ tôi nó nói tiền để dành dụm từ hồi ngày cưới tới bây giờ thì cũng đâu có được bao nhiêu. Thấy không? Đó, bây giờ muốn mần như vậy thì phải mượn thêm vốn của ngân hàng. Mà mượn ngân hàng rồi thì trả lời liệu kham không nổi rồi đổ nợ ra làm sao? Rồi thằng chồng coi như thằng chồng không có vô phụ nó. Không. Mình nó làm. Trời sao nó làm nổi trời. Rồi nó tính sao đây? Thì nó tính là thôi bây giờ nếu nó mở đại lý bia nó chỉ cần một mình nó với chiếc xe ba gác đạp là được rồi. Ý trời đất ơi trời. Công nhận nha. Con gái của bà một mình nó đàn bà con gái mà mở đại lý bia mà đi xe ba gác đạp rồi chở bia. Ông trời ơi công nhận nó đàn ông ghê bà. Vậy chứ tôi hỏi ông bây giờ nếu mà nó làm nhiều quá rồi người nhiều quá rồi tiền đâu mướn. Nó nói tao bây giờ nó chỉ cần một cái đứa nhỏ nào đó chạy theo phụ nó thôi. Chất bia lên rồi nó đạp cái thằng nhỏ kia đẩy là được rồi. Vậy cũng mừng. Vậy nên vậy vậy. Giờ nói bà nghe. Phải từ phải. Tự nhiên ăn cái này nó chua, cái này vô ngọt ăn kỳ cục quá. Trời ơi cha. Trời ơi cái ly đó là cái ly của tôi sẽ chan hết trơn vậy cha. Ủa tôi thấy bà bưng ra tôi tưởng bà kêu tôi ăn. Thôi lỡ rồi ăn luôn đi. Chứ sao không lẽ giờ tôi ăn lẽ tự nhiên bà đây ăn đồ dư của tôi hả? Mà tôi nói bà nghe nè. Thôi giờ ấy rồi bà kêu gái bà nó mướn tôi đi, tôi phụ nó cho tôi làm cho. Trời Phật Thánh Thần ơi. Ông mà nhảy đi ông đạp có nước đi cấp cứu ông luôn à. Trời cũng được rồi. Thời buổi này tôi nói thiệt bà. Làm ăn coi vậy chứ khó. Có tiền á, làm ăn thì dễ. Không á. Gì nữa đây? Phải từ từ nước để cái dòng thứ ham ăn mà ham nói nó mệt lắm. Tôi nói bà nghe, còn không có tiền nữa nha, làm ăn phải tính toán này kia nọ, trời ơi nhức cái đầu lắm kìa. Thôi vậy tôi mới nói với ông là bây giờ tôi ráng tôi lo cái giấy tờ nhà này xong nè. Rồi cái tôi bán được giá một chút. Cái vợ chồng tôi mới đi mua căn nhà nhỏ nhỏ đủ hai vợ chồng già ở thôi. Rồi còn một chút đỉnh thì tôi cho con tôi làm vốn nó mần ăn đó, ông thấy được không? Thôi đi, đừng có bán nhà này không có tốt đâu á. Chứ làm sao không bán sao ơi, cái con đường này mới mốt nghe tôi nghe đồn nó là phóng đường đó. Một đường xe lửa, hai đường sân bay, đường xa lộ gì đó. Trời. Bà đừng có bán, để đi mai mốt cái phóng đường, phóng ngang nhà bà vậy nè. Rồi ra mặt tiền hả? Ủa? Phải không? Nếu mà phóng ngang nhà bà thì bà mất tiêu cái nhà rồi. Không phải, phóng ngang nhà bà. Rồi cái nhà bà nó sẽ ra mặt tiền. Đó, lúc đó lên giá, rồi cái bà buôn bán làm ăn cái giống gì ở mặt tiền nó cũng phải tốt hơn, thấy không? Đừng có bán. Thôi, tôi nghe nói cái chuyện này biết bao nhiêu năm rồi mà có thấy nó nhúc nhích cái nào đâu. Thì từ từ thôi, ăn này ngon thôi, ăn cái khô mà không ăn được. Giáo nhỏ không, giáo nhỏ vừa. Tôi gọt ba cái thân này, tôi nhớ ông hồi nhỏ dễ sợ. Tối ngày cứ theo vụ tôi mua đồ chua cho ăn hoài. Tụi nhớ hồi nhỏ mắc cười cũng chết. Hồi lúc đó tụi bà như hợp có 3-4 gì nhớ không? Bà ấy thì nhà cửa bà giàu có. Trời ơi, tôi con nhà giàu mà. Thì con nhà giàu, nhà bà ô thôi tiền lúc nào bà đi học xong túi bà cũng cặp táp bà cũng có tiền. Gặp tôi nữa, nhà tôi nghèo. Cho nên là lúc đó sao bà ngu, dễ sợ ngu. Tôi dụ bà cái giống gì bà có mua đồ ăn cho tôi ăn, ăn toàn đồ chua, ăn me ngào, ví dụ mà me mà cái gì cái bánh tráng. Bây giờ ông nói tôi mới nhớ. Nhớ. Bà nói tối ngày cứ mê cái me ngào ăn với cái bánh tráng đó. Rồi cái vụ mua cho tôi ăn đi, mua cho tôi ăn. Tôi thấy tội nghiệp. Thành ra tôi mua cho ăn. Trời ơi bữa nọ tôi mua cho quá trời ăn một bữa rồi đó, ngay ngày hôm sau tôi không có thấy ông đi học. Nó đau bụng trời đất ơi. Tôi bị một trận từ sáng cho tới chiều. Trời ơi. Bà ông biết sao không? Sáng hôm sau thấy ông đi vô tôi nhìn tôi muốn chết. Bình thường chỉ có 15-16 kg thôi, bữa nó bước vô giống y với con cá liệm kìm nhỉ. Trời ơi thì đó, ôm một trận đó tới giờ không có phục hồi lại được luôn á. Thiệt, cái chuyện hồi xưa muốn chết luôn. Nghĩ lại vui vậy. Mà cái chuyện này tôi khoan, để quên, tôi quên cái vụ nhà để tôi nói với ông luôn.
Nè, cái vụ nhà này chỉ có một mình tôi với ông biết thôi nha. Ông đừng có cho ông xã tôi biết đó nha. Trời ơi, bà làm cho tôi nhiều chuyện lắm mà trời ơi, bà nhìn kỹ cái mặt tôi gì bà nghĩ sao trời ơi, bà làm cho tôi nhiều chuyện lắm trời ơi. Ông tốt đẹp dữ lắm mà. Nói chơi gì cho vui vậy thôi chứ ai đừng nói chuyện ra làm chi. Mà bà biểu tôi giữ chuyện của bà thì bà làm ơn bước cũng giữ cái chuyện của tôi rồi nghe. Sao? Bà cũng đừng có nói cho bà xã tôi bà biết nghe chưa. Ủa, ông muốn giấu giống như tôi vậy giấu hả? Luôn, tôi muốn cho bà xã tôi đó. Bà phải bất ngờ về tôi. Bà phải nể tôi chứ hiểu không? Ông chồng tôi tờ nhà đó. Vậy ông giấu mà tôi cũng phải giấu luôn nghe không? Ừ. Nhưng mà nói gì nói giấu gì giấu phía bên tôi được, phía bên bà sợ không được quá. Sao vậy? Bị ông xã bà đó, trời ơi, ảnh mà ảnh nhìn thấy tôi với bà cứ rù rì là không biết liền à bà ơi. Biết cái gì? Tôi với ông là bạn từ nhỏ tới lớn, ha. Mà có biết nhà là ông nói cho ai nói chưa nữa. Điền à nói. Hôm bữa ông có gặp tôi ông hỏi. Tôi nói không có gì hết á. Tôi với bà nói chuyện hồi đời xưa giỡn vui gì đâu chứ không có gì. Thôi bà yên tâm đi. À quên nè. À thẳng đây tôi nói luôn nè. À, bà thấy nhỏ bạn gái của Ngọc con tôi làm sao? Ôi thì bữa hổm ông kêu tôi qua ngồi. Tôi ngồi tôi lâu lâu tôi liếc một cái thôi. Chứ đâu có làm sao dòm kỹ cái mặt nó được. Nhưng mà tôi nói nè. Hình như là con nhỏ nó có cái răng khểnh phải không? Không dám răng khểnh đâu. Răng nanh nè. Răng nanh nè. Sao răng nanh dữ vậy? Trời ơi ở đó mà răng khểnh. Không chấp nhận con nhỏ này đâu. Cái gì kỳ á? Ê, cái đó là câu chuyện của vợ chồng con cái của thằng Ngọc nó chọn. Chứ bộ gì chọn cho ông sao mà ông cứ nói này nó kia. Trời ơi thằng Ngọc quá hả? Thiệt á nó điên à, nó điên à. Nó quá thương con nhỏ này, nó nhất quyết đòi cưới nhỏ này cho bằng được. Vậy ông tính sao? Tính sao gì? Tôi điện thoại rồi biểu cản trở nó không chịu. Ôi đồ cái thứ gì đâu. Nghĩ sao cái con nhỏ con bà nhịn coi con nhỏ bà dòm coi. Cái mặt của nó. Trời đất ơi, tướng ta thì nó lùng sủng nè. Mà cái mặt mày nó buồn. Vô mặt nó nhìn, mặt nó buồn. Trời Tết nhất mà thấy cái mặt nó buồn. Chắc tôi làm ăn không được, làm ăn không thể. Không thể cái gì? Bây giờ tôi nói ông nghe. Chuyện đó là chuyện của nó. Để nó lo đi. Ông mà cản trở hoài đó ha, là nó càng tiến tới nữa là ông còn mệt nữa, cản không lợi nó đâu. Ai là không biết vậy? Nhưng mà tôi nói bà nghe, tôi á thì cao nhông dài sọc, bà xã tôi đó thì con chút xíu à, bà giống như tí hoan xì chung vậy đó ha. Đẻ ra thằng Ngọc, bà nhìn coi, cộng trừ nhân kia giữa tôi với má nó, cộng trừ ra thì nó cũng được tầm tầm đó. Bây giờ tôi lấy cái con này, con bạn này quen của nó nè, lấy cái con này thì sao? Con này con chút xíu nó còn nhỏ hơn má của thằng Ngọc nữa. Đó, rồi tới chừng nó đẻ ra thằng cháu nội tôi. Trời ơi, chắc cháu nội tôi nó bơi qua, nó đi không được. Nhưng mà bây giờ quê quán nhỏ này nó ở đâu? Thì nghe nói ở đâu cũng cách xa cái vùng đất tôi ở cũng trăm hơn km à. Rồi nó làm ăn gì? Làm ăn gì? Mới ra trường làm ăn gì? Nghe nói mới ra trường. Rồi đi học giỏi, cái làm cái gì tinh học tinh hiếp gì đó. Rồi buổi tối đi học thêm về kế tán này kia nọ. Tôi thấy cũng được quá rồi. Còn nếu như bây giờ ông không nói được thì ông để cho má nó nói đi. Thấy không, đàn bà người ta dễ nói chuyện hơn ông. Ôi thôi mệt quá bà ơi, má nó nói cái gì không hiểu nữa, khổ ghê vậy đó. Ủa có anh Mười đây đó hả? Chào chị. Dạ. Công việc xong hết trơn rồi phải không? Xong chưa? Xong rồi. Tôi tự nói chưa à? đừng lo. Chiều nay chắc em lên trển em coi cái giấy tờ xong chưa em lấy luôn á. Vậy đi trời ơi, chứ 3 tháng nay tôi chờ chiều tôi mệt quá. Chiều nay tôi với ông đi hả? Rồi chiều nay mình đi. Dạ, tôi lên lấy giấy được hả? Thôi. Để em, trời ơi, nhiệm vụ của em là em lo giấy tờ thì em phải lên. Chứ không thôi rồi tự nhiên rồi chị rồi anh rồi kéo lên rồi tụi nó tá hỏi này kia cái nọ tụi nó tụi la. Yên tâm đi, ai mà em lên lấy xong rồi có gì cái em điện cho anh chị chạy lên liền. Đúng không? Vậy cũng được, em mình đỡ bất công chút ha. Sáng. Yên tâm. Mấy cái chuyện gì với cái chuyện giấy tờ cái nọ em hứa rồi em làm mà, yên tâm có gì đâu. Sáng giờ có thấy 8 qua đây không vậy? 8 nào?
tám á. Tám cây dài hả? Dạ, dạ. Ừ. Ý, mà không có ra. Sao mơ giờ đây thấy cái tâm hơi vậy đó? Kỳ vậy ta? Hỏi nhà nó không có. Người ta nói chứ nó đi về hướng này thì nghĩ chắc là qua đây về chơi với anh chị. Sao giờ không có nó đây? Thôi đi. Mà hỏi nó có chuyện gì không? Thì đâu có chuyện gì đâu. Thì coi như cũng có chút chuyện riêng vậy mà. À vậy, vậy thôi. Thôi đi nha, đi nha. Yên tâm, yên tâm, yên tâm nha. Có chuyện gì cái làm điện là anh chị lên liền nha. Nhớ điện nha. Rồi rồi, em đi nha. Tôi chờ cô đó. Dạ, dạ, rồi rồi rồi, yên tâm nha. Hay không? Tôi nói ăn rồi, chắc ăn lắm, đừng có lo. À, chắc ăn rồi nghe. Tôi coi cái mồi con mẹ này đi tìm thằng Tám chắc là mượn tiền chứ không có gì hết à. Ủa sao kỳ vậy, mượn tiền? Thằng Tám thì nó làm cái nghề cho dai, đúng chưa? Mà bà này cứ rù rì với thằng Tám hoài. Đi tìm thằng Tám, vậy là mượn tiền chứ vậy. Má ơi, Ủa? Bác Mười qua chơi hả? Mới qua. Dạ. Sao con về sớm vậy? Con có công chuyện với má. Vậy hả? Trời ơi, má. Gì? Thôi thôi, để lát con nói chuyện với má sau ha. Thôi để tao về. Muốn nói gì má mày nói đi. Thì nó thôi để chút nữa. Ý mày đuổi tao về hay gì? Không có, con đang có chuyện gấp. Bác Mười đừng hiểu lầm con. Hiểu lầm gì mày sợ tao nhiều chuyện gì? Thôi. Trời đất ơi, tao qua tao chơi má mày mấy chục năm nay, bạn bè hồi nhỏ lớn, mày lại cho tao nhiều chuyện. Thôi được tao rồi. Tao mày nhiều chuyện. Trời, nó nói tao về. Bác Mười, bữa nào rảnh qua nhà với chồng con nha. Dạ. Mày. Già cả rồi, khó tính quá. Má đi không biết nữa. Nhà mình có ai không má? Không, đi hết rồi, còn có mình má ở nhà. Ba đâu rồi má? Đi luôn rồi. Vậy được. Thôi tao nói mày nghe. Dạ. Tao hù vậy thôi, tao giỡn chơi với mày cho vui vậy thôi chứ không có cái gì hết á. Dạ vậy được rồi, cảm ơn bác Mười. Chịu không hỏi luôn đó, con thấy không? Má, cái tiền con gửi má hôm trước á, má đưa cho con đi. Ủa? Chồng mày sao rồi? Dạ chồng con khỏe, không có gì đâu. Bữa nào rảnh qua nhậu với chồng con em Bác Mười. Vậy đi. Chở nào rảnh rồi qua. Thôi, tao đây nhậu. Nè, đây nè. Thôi, tôi biết ông thích ăn chua. Em về ăn rồi, đi. Cảm ơn. Đang rất mà ông đừng làm chuyện gì đâu mà. Nè. Sao giờ má đưa tiền cho con đi? Con đòi tiền là con làm cái gì? Trời ơi, thì cũng cái vụ này nè, con nói thiệt má con mệt lắm rồi. Ngày nào hai vợ chồng cũng gây nhau hoài à. Con chán lắm rồi, anh muốn làm gì làm lời lỗ kệ ảnh. Trời đất ơi, con nói vậy thì sao được? Hả, vợ chồng cái gì cũng phải bàn bạc với nhau. Từ hôm đó con không chịu được, giờ con chịu làm sao? Trời ơi má, con nói thiệt chứ má, hồi nào tới giờ con chưa thấy ai lì dương chồng con vậy á. Con nói hoài mà không có nghe, cứ cãi nhau hoài à. Con nói là đừng có mở cửa hàng máy vi tính nữa. Cái tiền đó không phải là tiền của mình, mà với thời buổi này nè, máy vi tính nó có con gì rút gì á, nó hở tí vô nó ăn nó cắn cái rồi mình đâu có theo kịp nó đâu. Mà điện tử thì cứ lên xuống thất thường, làm sao mà theo được. Bây giờ tốt nhất là lấy số tiền đó mình mở đại lý bia, như vậy là chắc ăn nhất. Có gì đâu mà cái tiền nó cũng chẳng phải tiền của tụi con nữa. Bạn bè ảnh cho ảnh mượn rồi bây giờ ảnh tới anh hùng với người ta. Con thấy không có ổn nên con mới gửi cho má. Không rồi má giữ tiền giùm con, khi nào cái chuyện này mà qua xuồng luôn rồi á, con đem về lúc đó chẳng làm ăn được gì hết, mở đại lý bia là được rồi. Bây giờ mày tính lấy tiền lại hả? Dạ. Hay cha, trời ơi. Trời ơi, má đưa tiền cho con liền đi, con về đưa cho ảnh, nhưng mà ảnh nghi con đó má. Nhưng mà cái tiền mà con đưa cho má đó sao má? Thì bây giờ má cất tủ hết trơn rồi. Thì má đưa cho con đi. Trời ơi, nhưng mà má nói bây giờ không có. Trời ơi má ơi, con nói là con không có mượn tiền của má. Bây giờ má đưa con cái tiền con gửi má hôm bữa đi. Bây giờ thôi, giờ má nói như vậy đi. Tại vì cái tiền của con gửi má đó, má tính là con chưa có xài tới, cho nên má mới mượn đỡ cái tiền của con á. Má đi làm giấy tờ nhà rồi. Trời, má nói gì vậy? Cái tiền của con đưa cho má, má lấy đem đi làm giấy tờ nhà. Trời má ơi, cái tiền nó không có xài được. Sao má không nói với con? Trời ơi má ơi. Thì má tính là con chưa có xài, với lại cái chuyện này mần cũng lẹ lắm, cho nên má mới giao hết cho người ta mần dùm, chứ đâu có gì đâu. Làm bao lâu rồi? 3 tháng rồi. Trời, vậy là chết con rồi. Bây giờ má tính sao đây? Tính cái gì?
Cái này là má đưa cho người ta làm dịch vụ chứ đâu phải người tay ngang người ta làm đâu. Sao má không đem lên phường làm? Phường cái gì? Thì người ta nói dịch vụ làm là lẹ thì má mới đưa cho dịch vụ làm. Trời ơi, bây giờ má chỉ nghe người này nói người kia nói thôi, chứ má đã đi làm tận tay chưa? Chưa. Đó, thấy chưa? Má cứ nghe người này nó khó khăn một chút là má bị lừa rồi đó. Bây giờ làm dịch vụ, cái tiền dịch vụ nó tốn kém lắm má biết không? Tốn kém cái gì? Có bà không thấy cái bà chính dừa ở trong xóm mình không? Đó thì bác cũng nên đưa đi làm. Rồi một mình đi làm, lên cái anh ấy đòi giấy tờ này, rồi mai nó đòi giấy tờ nọ, đòi miết rồi cái bả bực thôi, bả lấy bả đem đi về, bả đưa qua dịch vụ người ta làm có 1 tháng xong đó. Tại vì giấy tờ nhà người ta không đủ nên họ mới đòi bổ sung thêm, chứ giấy tờ nhà mình đủ rồi đưa lên là người ta nhận liền à. Rồi bây giờ má tính sao? Thì tính gì thì tiền tao đưa hết cho người ta rồi thì người ta lo cho mình xong chứ có gì đâu. Trời đất, má, làm tới đâu đóng tiền tới đó mà. Thì người ta biểu đưa hết đi, người ta đưa hết chứ làm sao? Trời ơi, má ơi, vậy là má bị lừa rồi đó. Con nói với má, má cứ nghe người này người kia bây giờ chết rồi. Bây giờ giấy tờ nhà, mình làm thì mình cũng phải kiếm dịch vụ đăng ký đàng hoàng mình làm. Má đưa qua trung gian không biết gốc rễ nó ở đâu hết. Rồi người này nói, người kia nói, rồi má biết ở đâu mà mò. Chứ lại con thấy bây giờ, thời buổi bây giờ hở tí là bị lừa à. Mua bịch xà bông hay hộp kem gì cũng bị lừa. Hôm bữa má bị lừa bịch xà bông má nhớ không? Mày sao không tin má trơn vậy? Nó thiệt mày hả? Má tính làm một cú này cho ba mình để má luôn, thấy không? Ông đâu có tin má đâu, nhưng mà má tin người ta. Trời má, con tưởng cái chuyện này là ba đem giấy tờ ra phường nộp rồi chứ. Bây giờ má tính làm sao? Tính cái gì? Bây giờ má lỡ má làm hợp đồng với người ta rồi tính cái gì nữa? Con thì không nói sao được nữa giờ. Dạo này á, má chồng con á hay qua mượn tiền vợ chồng con lắm. Mà tụi con làm gì có tiền. Cứ kiểu này hoài má chồng con ép chồng con á. Rồi ảnh về ảnh hỏi con tiền đâu con đưa cho ảnh. Rồi con nói sao, con ăn nói sao với má ảnh bây giờ? Thôi con ơi, từ từ đi rồi má tính cho. Thôi bây giờ má nói đi, má làm hợp đồng đó với ai? Bây giờ má nói đi, con đi lấy tiền cho má nè. Trời, nhưng mà cái chỗ này là chỗ bà con, thấy không? Mà giờ má nói lại thì sợ mất lòng quá con ơi. Nhưng mà hợp đồng ghi rõ ràng rồi, coi như là bây giờ người ta làm trễ hợp đồng thì mình phải hủy hợp đồng, mình đòi tiền lại. Má đưa tiền cho ai? Thì má đưa tiền cho má chồng con đó. Má, má chồng con. Trời, suy nghĩ. Trời, cái gì vậy má? Má tức. Cái gì nữa vậy? Má cũng kỳ, sao má không bàn với con? Bà xua bà đâu? Trời ơi, tôi cũng đi tìm bà 3-4 ngày nay, bà đâu mất biệt, ai biết hả? Đâu 3-4 ngày nay bà mất biệt hả? Mất biệt rồi. Trời ơi, tôi chết tôi rồi, trời ơi chị ơi. Sao vậy? Trời ơi, bây giờ bà nhà tôi, bà biểu tôi đưa tiền cho bà để bà lấy tiền đó, bà đi hốt cốt. Hốt cốt ông cô, bà cô, ngoại đi đứa nhỏ để đem vô chùa gửi, bởi vì bây giờ cái đất đó người ta cần phải làm cái gì đó, người ta sang bằng, người ta biểu hốt cốt hết. Mà bây giờ trời đất ơi, bà hỏi tiền đâu, tôi chết tôi rồi, tôi mới chạy qua tôi kiếm chị. Bây giờ gặp bà xui chị đưa tiền lại cho tôi. Trời ơi, bà trốn đi đâu mất mấy bữa nay, tôi đi kiếm tôi còn
khổ hơn anh nhiều. Trời ơi, tôi chết rồi, vậy là bị lừa, bị gạt rồi, khổ ghê. Bao nhiêu tiền dành dụm, bây giờ tiền đâu bây giờ? Chỉ có tiền không cho tôi mượn đi. Làm gì tôi có tiền như tôi đưa cho bà hết rồi. Trời ơi, tôi cho chị mượn rồi tôi bán đất bán đai tôi trả lại chạy liền. Trời, anh làm như vậy đất đai dễ bán được liền hay sao? Nếu bán được liền tôi cũng bán rồi, bán cũng được. Trời ơi, tôi rồi. Cái điều này nghe trời ơi, bà nhà tôi chỉ biết mà bà bợ coi bà như vậy. Tôi nói bà nhỏ con chứ thiệt sự nguyên thủy là bà bự con. Trời ơi. Trời ơi, tôi chết rồi, bà kiếm tôi. Trời ơi, tôi chết rồi, tôi trốn nè, tôi trốn, đừng nói tôi đây, đừng nói tôi đây. Cái gì? Trời ơi, anh là thôi đừng đưa nó, anh trốn, trốn nữa, lỡ ông xã tôi không biết được đường sao. Bây giờ trốn ở đâu bây giờ? Trời ơi, tôi chết rồi. Anh trốn đâu, trốn cũng được, biết được trốn. Trời ơi, trốn trong đây nữa. Trời ơi, cái gì? Làm ơn đi, anh làm ơn, anh đi chỗ khác, anh trốn giùm tôi đi. Anh mà trốn ở trong nhà tôi là khổ lắm. Tôi chết rồi, bây giờ tôi trốn ngoài này, tôi trốn ngoài này nghe chưa? Trốn ngoài này là ngoài nào? Tôi trốn ở ngoài Gò Mã nghe chưa? Trời ơi, nè! Trời ơi, chuyện trốn còn đi ra Gò Mã trốn. Tôi nói bà nghe, dịp tình nghĩa bạn bè tôi, bà chơi từ nhỏ tới lớn. Hồi sáng giờ tôi chạy, tôi đi kiếm bà xui bà. Nên tôi chưa ăn uống gì hết. Bây giờ làm ơn cứ chiều mỗi buổi chiều bà đem cơm ra Gò Mã, bà để ngoài giùm tôi nghe chưa? Gò Mã của thằng Cường á, thằng Cường nó chết trốn Gò Mã. Trời, thằng ơi, không là tự nhiên đi ra ngoài Gò Mã lỡ xương hả? Có cái nón không? Có cái nón không? Nó làm gì? Nó kéo nhau, nó sạc, nó trơn, nó trọi. Nó sạc mấy cái mà gọi là tùm lum tà la đó, bà hiểu không? Nó lấy cỏ đồ hết trơn, nó trọi rồi. Bây giờ trời ơi, tôi nóng quá. Tôi nói thiệt với bà, ông phải nắng dữ lắm bà. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi ra ngoài nghe chưa? Bây giờ tôi mượn mấy cái này, bà cho tôi mấy cái này ra ngoài. Tôi lót, tôi nằm ở bãi nghe chưa? Bà nhớ chiều chiều bà đem cơm ra cho tôi ăn nha. Bắt đi nha con, bắt đi nha. Trời ơi, nó bị lắc. Chắc tôi cũng chết với ổng luôn. Đó, má thấy chưa? Bây giờ còn ảnh hưởng tới gia đình bác Mười nữa, má tính làm sao bây giờ? Má đừng khổ, con đừng cằn nhằn má nữa con. Để giờ từ từ đi má tính chứ giờ thì con rối ren dữ lắm rồi, bây giờ không biết như thế nào. Tiền con cái thì lấy đưa cho người ta hết rồi, bây giờ khổ mình rồi, khổ tới con mình luôn. Bây giờ đi má qua má chạy theo ông Mười đưa cho ông ít tiền, ông cho ông bỏ ông ăn, cho ông ra Gò Mã ông nằm nha, ông chết quá à. Trời đất ơi, trời ơi, tai họa tới nữa rồi, giờ làm sao bây giờ đây? Nữa gì má, chồng mày nó tới rồi, giờ làm sao đây? Phải không má? Thiệt nè, mày coi phải không đó? Trời ơi, bây giờ con không gặp mặt ảnh được đâu. Sao vậy? Ảnh gặp con, ảnh hỏi số tiền đó rồi con nói làm sao bây giờ? Ờ đúng rồi. Bây giờ má tính sao bây giờ? Bây giờ trốn đi. Trốn phải không? Ừ, trốn đi. Rồi, có bây giờ con trốn. Ảnh hỏi con nó không biết gì hết. Rồi, đi lại đi con ơi. Trời ơi, đi. Không được, nếu mà ảnh hỏi con á, má cứ nói là con đi tới bệnh viện, con thăm con Hạnh á, nó đang sanh trong bệnh viện á ha. Rồi. Má không nói là không biết con gì, con chỉ nói nhắn vậy thôi, con đi rồi, nha. Rồi. Má nhớ. Ừ. Đi đi con. Ôi trời. Dạ, con chào má. Con. Ba có nhà không má? Ba con ông đi công chuyện rồi. Dạ. Sao lâu quá tao không thấy vợ chồng mới qua thăm tao vậy? Trời ơi, công việc lu bu quá má ơi. Ừ. Con thời gian ngủ con không có nữa. Đủ trời chuyện ơi. Hết. Dạ. Sao ba má lúc này khỏe không? Khỏe. Rồi à... Má nghe nói tụi con tính mở đại lý bia rồi cái gì giờ có xong chưa? Cái đó là vợ con mới tính thôi, nhưng mà con chưa đồng ý đâu má. Bởi vì cái kế hoạch của con á là con tính là mở cái tiệm vi tính. Ừ. Rồi con cho vợ con coi, làm cái đó nó nhàn, cũng có tiền nữa má. Mà suốt ngày ngồi trong máy lạnh nó khỏe hơn, chứ đi làm ba cái đại lý bia con thấy cực quá má. Dạ. Uống nước đi con, uống nước đi. Rồi vợ mày nó tính làm sao? Dạ chắc vợ con cũng tính là thôi để hai vợ chồng bàn lại rồi coi vốn liếng coi. Ủa mà sáng giờ vợ con có qua đây không má? Đâu có đâu. Ủa sao kỳ vậy kìa. Con về nhà mà thấy nhà đâu có ai. Rồi vì mà vợ con thường á là không ở nhà là qua nhà má. Ừ. Mà sao sáng nay cũng không có nhà mà qua đây cũng không có. Mày có tới mấy cái chỗ bạn bè của nó không? Rồi con hỏi hết rồi mà không có. Mà đi thường là vợ con đi đâu là phải nói con một tiếng. Sao nó này kỳ vậy ha? Nó đi nó cũng phải nói chứ sao lại nó không nói, kỳ rồi đi kiếm.
Thôi vậy bây giờ con đi kiếm vợ con đi, má cũng có một chút việc má cần nói chuyện với nó nữa nè. Vậy thôi bây giờ con tính vậy đi. Sao con cũng hôm nay cũng xong việc rồi ha. Bây giờ thôi lâu quá con mới qua thăm ba má. Thôi con ở đây chơi với ba má rồi ăn cơm với ba má rồi chờ con rồi vợ con luôn ha. Thôi con ra sau con ngồi đây. Dạ. Thôi bây giờ má nói con nghe nha. Dạ. Cái chuyện của má muốn nói với vợ con cũng cần gấp lắm. Dạ. Bây giờ con làm ơn con đi ra khỏi nhà, con đi kiếm giùm vợ con giùm má đi. Không, nhưng mà có chuyện gì vậy má? Cũng chuyện mẹ con vậy thôi chứ không có gì hết trơn, nhưng mà má muốn con đi kiếm nó gấp giùm cho má đi, má đang cần lắm đó. Đi đi con. Nhưng mà nhà bạn bè con tới hết rồi, không con bây giờ là nếu mà đi tìm là con cũng không biết tìm đâu nữa. Thì mày cứ đi vòng vòng mày tìm. Được rồi, cứ để con ở đây. Không được rồi con, đi giùm cho má đi con. Đi lẹ lẹ giùm cho má, má cần lắm. Đây là lần con hỏi má nghe. Ừ. Rồi có gì má nói thật với con nghe. Ừ. Rồi, có chuyện gì không vậy má? Có cái gì má cứ nói với con, không sao đâu. Không có chuyện gì đâu. Cái chuyện đàn bà vậy đó mà ha. Dạ. Bởi vậy má muốn nhờ má giúp nó giúp giùm má không chị. Dạ, đi con. Vậy nếu mà vợ con tới là nói cứ ở đây nghe, rồi quay lại nha má. Rồi. Trời ơi, đẩy được nó đi muốn chết à. Con. Nó đi rồi hả má? Nó đi rồi. Trời ơi, cười nó không chịu đi, nó cứ nhằn nhê hoài ha. Má thấy chưa? Bây giờ làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Để tao chờ tao kiếm được má chồng mày rồi mình mới tính được. Ủa? Má. Con cũng ở đây đó hả? Dạ. Ủa sao giờ này không về lo cơm nước rồi cho chồng ủa nó về nó thăm chị đó hả? Có chuyện gì gấp hay sao kêu em qua đây? Thì má cũng có chuyện má gấp lắm. Cái chỗ xui gia, tôi cũng muốn nói với chị là cái chuyện giấy tờ nhà phải không? Đúng đó. Đừng có lo. Đã nói rồi, đừng có lo gì hết trơn á, rồi thế nào nó cũng xong mà. Xong là tại vì vậy nè. Ấy là cái bữa trước em kêu 2 giờ chiều á. Lên lấy giấy tờ. Trời ơi, tự nhiên đâu phát vợ sanh sớm à. Đó, mà chị biết làm sao không? Người nào mà ta nộp hồ sơ đó, người ta lo cho mình phải có người đó ở đó, người ta mới tin. Chứ không thôi là dịch vụ mà, đúng không? Đường dây mối nhỏ nhiều lắm. Nói đưa tiền cho người ta thì làm sao mà không có nói là sao ta đưa tiền. Đó là người ta là đưa giấy tờ. Cái rồi cái xong chuyện rồi cái nó hẹn em tuần nữa. Lên lấy giấy tờ. Cái tới tuần cái tự nhiên cái phát nhà nó ba bệnh lăn đùng ra chết rồi nhà người ta có tang. Đó. Em hỏi chị chứ nhà có tang không lẽ làm sao vậy, mình níu áo nó mình kêu nó đi lên lo giấy tờ cho mình thì cũng tội. Thì cũng phải chờ cho cúng kiến lễ lộc rồi xong xuôi đàng hoàng tử tế rồi nó mới lo cho mình ha. Có nó cái là xong liền hà. Không có gì hết trơn á. Bởi vậy tôi muốn nói với chị như vậy. Là cái vụ mà giấy tờ nhà tôi đưa cho chị làm đó. Dạ. Thôi bây giờ rút hồ sơ lại đi. Sao được? Cho tôi rút. Trời ơi, má con sai rồi. Trời ơi, làm sao mà rút thì được đây nè. Nè chị đi, tôi nói gì nghe nè. Nếu như mà chuyện với gia đình mình không thì dễ. Nó giống như chuyện vợ chồng của con cái mình đây nè, đúng không? Là coi như là chồng nó đòi mở uy tín, rồi nó đòi mở bia, 2 vợ chồng cãi nhau, đúng không? Bây giờ mở cái gì, mở gì, không mở thì được thì mở cái khác, thì dễ. Còn cái chuyện với nhà nước, em hỏi chị là đâu phải mình em với chị đâu, mà đường dây mối nhỏ nó dài, giờ sao lấy ra được. Trời, đâu phải là chuyện nhỏ là mình làm rút tiền lại rút. Đó, bây giờ giấy tờ đi tới đây. Dọc dày, nguyên đường dây dày. Giờ đây tới đây rồi, đúng không? Giờ mình rồi mình lấy lại. Biết làm sao lấy lại. Giờ biết đang nằm ở cái hộc tủ nào để mà rút ra lấy lại. Mất cả chì lẫn chài, đúng không? Bởi vậy tôi biết vậy rồi. Bởi vậy tôi muốn nói với chị thôi. Bây giờ giấy tờ nó còn xa quá đi. Chị cho tôi xin rút cái hồ sơ đó lại đi. Trời ơi, xa gì đâu xa. Ta nói á hả? 1 năm. Cái gì mà ta 1 năm dữ vậy? Thì hứa chị 1 tháng đúng không? Ừ. Nhưng mà có những cái giấy tờ á, là 1 năm trời. Có khi á, là gần cả 10 năm trời luôn á nha. Đó. Bởi vì cho nên á, chị đừng có nóng ruột. Trời ơi chị ơi, giấy tờ nhà mình nó nhiều cái nó phiền phức dữ lắm. Trời ơi 1 tháng là coi như hên á. Chứ thiệt ra đó hôm bữa tại vì em nhìn thấy giấy tờ của mình em thấy không có vấn đề gì. Cho nên em nói mới nói 1 tháng.
nhưng mà đến lúc nộp xong người ta mới nói là thiếu cái này thiếu kia thiếu cái nọ, người ta cần phải bổ sung đó. Với lại mình nộp bữa nào nó hơi trễ đi, giấy tờ sơ giờ nó nhiều dữ lắm chị ơi, cho nên người ta mới làm mình lùi lại hơi lâu một chút xíu nữa chứ. Trời, nhiều khi nữa hả, có 10 năm trời mà làm chưa xong rồi đó. Thôi mà nếu lâu quá vậy thì chị cho tôi rút hồ sơ, tôi rút tiền lại đặng tôi đưa cho tụi này nó làm ăn chứ. À đúng rồi, quên tại này gặp tụi nó cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ dàng gì đâu. Cho nên vợ gặp con đây má nói con nghe. Chuyện gì má? Con mở cửa hàng phải không? Hai đứa mở gì tính mở đại lý bia vậy? Để má lo cho. Tại này tao rước thầy về cúng kiến. Cúng kiến một cái là mừng ăn được liền, tụi bay không có lo gì trơn á. Tao muốn 20 ông thầy chùa rải năm thứ đậu, tao nói rải, tao nói 3 ngày 3 đêm luôn. Tao nói là chắc chắn là bán là thắng liền, tao nói khâu cái không có sợ gì trơn. Trời, để má rước cho, để má rước cho nha. Nhưng mà tôi nói cho chị nghe cái gì nè. Sở gì? À, mà để má nói tôi nghe. Trời, tôi nói thiệt tình với chị nha, tao nói hai vợ chồng nó gây lộn với nhau phải không? Tao nói thành ra mặt mày nó thất sắc quá trời đất. Con đi con sống với chồng con phải biết. Tao nói tánh tình nó vậy thôi, thiệt ra nó thương vợ thương con dữ lắm, có hiếu dữ lắm đó nghe chị. Đúng rồi, bởi vậy cái nó chuyện... một tay tôi là nuôi nó mà, thành ra là tôi nói cái gì là nó nghe cái đấy. Có chuyện gì thì con nói với má, chứ con á đừng có giấu trong lòng. Con buồn con về con nói ba má con, đó là ba má con cũng buồn, có tội nghiệp má giải quyết được hết trơn hết trọi đó. Bởi vì cái thôi chuyện... tôi đi, thôi tôi đi chị. À, không được chị nghe tôi nói, cái chuyện này nó còn nguy hiểm hơn nữa. Là tại vì á, cái số tiền mà tôi đưa cho chị đó là tiền của vợ chồng nó. Không, chồng nó đi mượn của bạn bè nó đặng mở cái gian hàng gì đó, con uy tín gì đó phải không? Đó, rồi bây giờ tôi đưa cho chị hết rồi, bây giờ làm cho tụi nó đó thất hứa với bạn bè, tiền đâu trả lại cho người ta hả? Đó, rồi bây giờ đó mần ăn mình đã có uy tín, bây giờ tiền nó không có trả cho người ta thì bây giờ làm sao? Có phải vợ chồng nó lục đục, nó cắn đắng với nhau, rồi mình làm cha làm mẹ mình ngồi có yên không chị? Chị nói thiệt không? Thiệt mà. Cái tiền mà chị đưa cho tôi á là của vợ chồng nó. Vợ chồng nó đem gửi cho tôi. Chị thề đi. Trời ơi, tôi nói thiệt, cái chị tôi nó láo thôi nghe, tôi chờ giết tôi chết đi. Cháu ơi, đất ơi, quỷ thần ơi, trời ơi, trời tôi chết rồi, trời ơi. Tôi nói vậy mà mấy tháng nay tôi ăn, tôi ngủ không yên, tôi lo muốn chết, tôi tưởng là chị tiền của ai chứ, tiền vợ chồng nó tôi khỏe quá, trời ơi, trời. Sao tiền của vợ chồng nó mà chị khỏe là sao? Tôi hỏi chị, nếu như có tiền của người ta, rủi có chuyện gì người ta chém mình, còn con cái của mình không lẽ nó chém mình sao? Ủa chị nói như vậy là quá. Là vậy nè, chị cũng ẩu ghê á. Bà ẩu quá trời đất đi. Trời ơi, thì bà lấy tiền của vợ chồng nó thì bà ẩu rồi, không thẳng từ từ bà tính. Bà nói bà cũng phải hỏi nó chứ, trời ơi sao bà lấy bà không hỏi nó. Mai phước là vợ chồng nó thương mình đúng không? Chứ thôi vợ chồng nó cắn đắng nhau sao đúng không con ha? Đúng cái gì? Chị hứa với tôi làm sao? Chị hứa với tôi là giấy tờ trong vòng có một tháng một thôi. Thì tôi tính là trong vòng một tháng đó tôi cầm giấy tờ được rồi, thì tôi mới đem tôi thế chấp cho ngân hàng, tôi lấy cái đồng tiền đó về tôi trả lại cho vợ chồng nó để vợ chồng nó đi mần ăn. Rồi bây giờ chị có chị kéo dài tới 3-4 tháng gì, có phải là tôi thất hứa với con cái tôi không? Để không thẳng từ từ tính chứ làm gì chị đòi dữ vậy. Mà giờ chị có đòi hả? Cũng không có đâu tôi đưa. Chị nói vậy là sao? Có chuyện gì nữa vậy má? Thì là vậy, cái tiền mà chị đưa cho tôi á, thiệt là đúng á, là tôi đi lo giấy tờ, nhưng mà tôi đưa cho người ta thì người ta hứa một tháng, thì tôi đâu có biết mà nó dài dữ vậy, mà giờ mà chị rút lại thì cũng sao rút lại được. Trời ơi, như vậy là chết tôi rồi. Ê, trời, chồng con má ơi. Má. Ủa, con. Ủa, má mới qua hả? Em. Má qua con. Đi đâu hồi sáng tới giờ? Anh với má tìm muốn chết à? À, con nhỏ bạn em nó xanh nên em lên bệnh viện chơi nó mà. Rồi, đưa anh tiền, anh đi giao cho người ta ngay. Nè con. Dạ. Không mấy khi tụi con qua đây, ở lại đây ăn cơm với má với bà một bữa đi. Dạ thôi, con hẹn ba má là bữa khác đi, hôm nay con bận lắm. Đi lấy tiền thôi, đi về chị xôi má, xôi chị xôi. Nói chị nghe bây giờ ở đây à,
sao chị ơi, chị gia đình xung họp tôi đi không mấy kia, chị tới đây ăn cơm với tụi tôi bữa đi ha. Mời má con ở lại dạ, ăn cơm dạ, với má lại đi má. Má ở lại ăn cơm nghe, còn tụi con có công việc đi gấp, em lấy tiền cho anh nhanh lên. Em trời ơi, cái gì mà ấp úng vậy? Em thôi nhanh lên lấy tiền cho anh đi giao cho người ta. Trời má, giờ sao giờ má? Trời cái gì? Thôi được rồi. Bây giờ anh bình tĩnh đi. Anh ngồi xuống đây nha. Có cái chuyện gì xảy ra anh cũng phải bình tĩnh nha. Trời ơi. Hôm nay có chuyện gì mà quan trọng vậy em? Uống nước đi. Dạ. Trời. Có hai má ở đây, anh đừng có nổi nóng nha. Rồi anh hiểu rồi, thôi được rồi, để anh nói. Dạ. Dạ thưa hai má, hôm nay sẵn có hai má đây, con cũng trình bày cái chuyện vợ chồng con chút. À đúng rồi, thôi có sẵn mình đây thôi, mình nghe tụi nó trình bày. Rồi có gì là mình góp ý cho nó chị ha. Dạ, cái gì dạ. Vậy con? Dạ số là vậy, mấy năm rồi vợ chồng con cái dành dụm, cho nên là cũng được số tiền. Rồi vợ chồng con mới tính là chuyến này sẽ bung ra làm ăn đó. Mà trời, làm ăn thì tốt chứ có dạ. Gì đâu con. Rồi ý con á, ý của con nghe là con muốn là mở một cái tiệm vi tính đó, cho vợ con đứng trông coi. Hai má biết không, vi tính bây giờ ăn lắm mấy má đó, mở ra mà vợ con đứng coi mà suốt ngày ở trong máy lạnh không à, vừa khỏe mà vừa có tiền nữa đó. Trời ơi, má đã nói với con rồi là thằng Hải con trai của má là nó thương vợ, thương con dữ lắm đó nha. Trời, nó có hiếu với má lắm luôn. Vậy mà vợ con không chịu má. Thì con nó không biết gì trơn. Vợ con nói là, ý vợ con là mở đại lý bia đi. Trời ơi, mà đại lý bia hồi đó đến giờ là đâu phải là cái nghề của mình, đâu có hợp. Đúng con rồi. Nói là không hợp. Mà vợ đúng con rồi. Cứ một mực là phải đòi mở. Mà vợ con nói là để vợ con lo hết, yên tâm ha, đi giao bia cũng vợ con mà nhận bia cũng vợ con luôn. Tánh nó giống má hồi đó đâu, má hồi xưa một mình má dạ. Gánh mà khổ ba, lắm khổ sớm. Lắm hai má ơi, là vợ con nói là chỉ cần sắm một cái xe ba gác thôi, mà ba gác gì? Đạp chứ không phải là ba gác máy nghe hai má. Để làm gì? Để đi giao bia đó, mà tướng tá gì mà nó đi giao bia. Nói giống má, tại cái hồi xưa má mà tao bán về trời, tao nuôi thằng Hải khôn lớn đó nha, tao nói một mình tao đẩy, một mình tao đạp không dạ. Nha. Ừ, nhưng, nó tránh giống má. Nhưng mà thời má là khác rồi, bây giờ mình có điều kiện là mình phải tính sao cho nó sướng hơn đó. Vậy mà không chịu, nhất định không chịu à. Rồi hổng rầy hai vợ chồng con cũng đang tranh cãi mà chưa biết là quyết định như thế nào. Rồi thôi má thấy giờ dạ. Tụi bay đừng mở gì trơn, thẳng từ từ đi, gì đâu gấp gáp đâu mở giờ. Không mà mở làm ăn là làm liền với má. Sao em thấy sao? Thì thôi chuyện nó tính sao đi, mà thôi má nói giùm con đi má. Ủa trời ơi, rồi có chuyện gì mà em kêu má nói? Con biểu má nói, má cũng biết nói làm sao. Thôi thôi tới đi về. Không được, giờ sẵn có chị Xui, thôi chị Xui nói đi chị Xui. Thôi tự nhiên chuyện của gia đình mấy người, tự nhiên mấy người biểu tôi nói là nói sao. Trời ơi, chị nói gia đình mấy người sao được, gia đình của tôi với chị luôn đây chứ làm sao mà gia đình của mấy người được. Không, thì nhưng... chị phải nói chứ. Thì bây giờ cái chuyện gì, nói chuyện đi. Gì thì con thì nói đưa, đi. đưa tiền cho anh đi chứ đâu có chuyện gì đơn giản. Anh nói đại đi. Rồi làm sao? Tức là bây giờ tiền ở đâu, tiền em còn giữ không? Thôi được rồi, bây giờ vậy, chuyện là như vậy nè. Cái tiền mà anh mượn bạn bè anh đó, anh đem về nhà, rồi. Anh cất vô tủ. Đúng. Xong rồi hai vợ chồng mình mới tranh cãi với nhau là cái chuyện cửa hàng máy vi tính. Rồi. Rồi với đại lý bia, thì em thì đòi mở đại lý bia. Đúng. Anh thì cửa hàng máy vi tính. Rồi. Tranh cãi hoài á, em thấy không có được, nên em mới đem số tiền trong tủ của anh cất đó, em đi giấu. Rồi tới cái ngày mà Hùng Hạp làm ăn xong á, mà người ta, anh không có tiền Hùng với người ta đó, thì là người ta mới bỏ anh ra. Rồi lúc đó em lấy cái số tiền đó em mở đại lý bia. Trời, tính kỹ ghê. Rồi giờ làm sao? Rồi tiền đó đâu? Rồi đưa anh lên đi giao cho người ta. Nghe công nhận cái này cũng lanh trí ha. Dạ. Làm vậy ẩu. Rồi giờ sao? Số tiền đó đâu? Hả? Em mới đem qua em gửi cho má. Gửi cho má hả? Dạ. Trời ơi, má. Vậy là má đưa con cũng giao liền cho người ta má. Thì vợ con có đem gửi cho má. Dạ. Nhưng mà cái tiền nó cái sao má? Má đem qua má gửi cho chị Xui à. Trời ơi, té ra cuối cùng là má con giữ. Làm nãy giờ hôm nay nhà sao vậy rồi ấp úng. Thôi má. Má đi về. Hả? Má về. Ủa sao con không về nữa má? Má về. Rồi má về lấy tiền không? Con chở má đi. Sẵn xe con chở má đi. Đi con giao gấp cho má. Thôi con chở má con đi. Chở má con đi chắc. Dạ. Để con chở đi má. Thôi má không về, má ở lại. Đúng rồi đó.
Ủa, má mà về là con chết liền luôn đó. Trời, rồi, hôm nay có chuyện gì vậy? Mà ủa làm sao má? Giờ sao chị? Thì bây giờ chị nói đi chứ còn sao nữa bây giờ. Nói đi má. Thôi giờ má nói ha. Dạ. Hải nè. Dạ. Má biết á, là con là thương má lắm đúng không? Dạ. Thấy má cực khổ rồi nuôi con khôn lớn rồi. Con muốn trả hiếu cho má một mình con. Bây giờ con làm thôi để cho má ngồi yên chỗ. Má không mận gì hết. Nói nào ngay đó giờ tao mận cũng thua lỗ. Dạ. Để tao coi thầy bói nói năm nay má xui. Má dạ. Xui. Má xui lắm mà biết. Mấy năm nay má xui má làm gì cũng được. Nhưng mà tại vì má muốn làm. Má dạ. Không muốn là cứ để cho con cái nó lo. Thành ra là dạ. Vậy. Má có quen với người ta đó là lo giấy tờ nhà. Thấy má mới thấy chị xui mà đang cần vậy thì thôi má mới giúp chị xui. Dạ. Là má lo giấy tờ nhà. Thành ra là má mới nhận cái phần đó. Má dạ. Lo. Lo luôn nhà cũng ông Mười nữa đó. Má dạ, tốt dạ, lắm dạ. Ừ. Xong cái má mới đưa tiền cho, đưa phân nửa tiền cho người ta. Dạ. Nhưng cái gì? Chị nói mới đưa có phân nửa tiền hả? À, rồi còn phân nửa kia. Trời ơi, thì đúng rồi tôi phải đưa phân nửa thôi chứ trời tôi đâu có ngu đâu, tôi đưa hết. Đó. Rồi còn phân nửa kia làm sao? Phân nửa kia làm sao á? Không là vậy thẳng từ từ để má nói. Thì coi như má khôn lắm, má đâu dạ. Nó nói là một tháng xong, cái tháng rưỡi không xong. Lấy tới 3 tháng cũng xong cái má nói thôi bây giờ tôi đòi lấy tiền lại trước khi chị đòi rồi đó. Ừ muốn trốn mất tiêu rồi. Trời đất ơi má, chị vậy rồi bây giờ làm sao đây? Không biết nữa, cũng lo dữ lắm, lo xói đầu luôn á. Còn một phân nửa tiền đưa nó rồi. Rồi còn phân nửa nữa là đâu rồi má? Là vậy nè, rồi má cũng muốn kiếm thêm số tiền để má đi buôn đi bán. Má có tiền dự trữ có, nhưng mà má đưa má chơi hụi á, má bị giật hụi mất nửa tiền đó. Cái má mới mượn đỡ nửa tiền còn lại của chị xui đưa. Má đi buôn gà chung với bà bạn má, bà sủ á, mà không ngờ tự nhiên má xui chứ thật ra má tính toán trước hết á. Ai về tới dịch cúng gà chết hết trơn còn con nào á. Trời ơi vậy là chết rồi. Má ơi, cái tiền đó là anh Hải anh mượn bạn bè của ảnh mà... được uy tín của tụi con để ở đâu hả má? Má biết tại vì má tưởng là tiền của má con rồi má làm xong rồi má trả liền chứ má đâu có biết là tiền của vợ chồng con. Má không có biết, má không biết chuyện đó. Giờ sao chị như vậy là chị giết tôi rồi còn gì nữa. Không mà tha lỗi tôi mà tôi nói là tôi cũng thương con thương cái, tôi muốn nó cực khổ tôi mới làm ăn chứ thiệt ra tôi đâu có không có cố ý. Sao giờ anh? Má ơi, má nghe cho kỹ nè má. Số tiền đó không phải là con mượn của bạn con đâu. Mà toàn bộ số tiền đó là do con lấy giấy tờ nhà con cầm cho người ta đó má ơi. Trời ơi, nói như vậy là vợ chồng con mất nhà rồi sao má? Hả? Trời ơi, mất nhà.